Trời ơi, má ơi, má mua hai con gà lông tảo thiệt luôn rồi quý vị ơi, gà này mắc á. Tối ôm ngủ luôn hả? Tối bỏ ăn bồn cho nó ngủ. Trời, bỏ tay chấm cơm luôn rồi quý vị ơi. Anh em mến chào quý cô chú anh chị em, quý mạnh thường quân thân mến, đã trở lại tiếp theo với cái video của Thanh Liêm Lộc Xuyên à. Chà, cơm ngon dữ trời. Sáng giờ đi bán chưa? Bán hết rồi. Không, nó làm chi vậy để cho người ta hiểu nhầm không? Bán hết rồi hả? Giỏi quá ha. Vậy là quá mừng rồi. Mới mua gì à? Nghe, nghe nói mới mua gì nuôi à? Tính tính lập trang trại nuôi hay gì? Nuôi gì à? Lấy tiền với số mua hết rồi. Trời ơi, trời. 500 ngàn. Mua gì đâu? Mua mấy con? Mua gà gì? Gà lông tảo. Đâu? Có mua lại không? Không. Không thì thôi, khỏi cho tôi. Thôi mình ra khỏi cho tôi. Thôi, không có nuôi, nuôi làm gì đó làm đi. Trời ơi, ngày mai đi lụng rác ăn rồi. Giá cái tên tài mua rồi. Mua mấy con luôn, hai con luôn. Đi nuôi, mua để dành nó nuôi đi thả đây nè. Tôi đâu có nuôi gà, tôi đem về giờ gì cái nước tôi giờ cũng xử lý nó thôi chứ làm gì giờ thả đâu. À. Ăn cơm đi, không có quay chung. Ăn đi. Ăn đi. Để cơm nguội, là tôi để máy vậy nè. Quế trời. Ăn đi. Quế trời. Đứt giống nè hả? Mua hai con gà lông tảo thấy xong rồi. Gà đó con cũng nhiêu? 250 một con. Trời ơi, trời. Tính lập trang trại nuôi hả gì? Coi chừng ốc len giặt đó nha. Trời ơi tới nữa trời, hai gà nó mua gà với mùng ngủ nữa kìa má ơi, đâu đâu đâu. Trời ơi. Kêu kìa. Tới chị. À, là trời. Gì? Đau bụng à? Không có. Chứ sao? Đau bao tử tại không ăn, nó ăn đi. Chốt ăn. Mới mới sắm hai chú gà trống đem về nuôi nữa kìa. Dở mặt dây chuyền ra coi coi. Dạ. Gì mà nói mắt cho hổm cho tôi dặn. Để nó đi. Đợi đó anh trai. Để tôi coi coi cho đẹp coi. Nè, nhờ con biết gìn giữ đó. Mày mua hai con gà, thích gà mua tôi không biết. Giờ tôi không biết nói làm sao giờ. Mày có Mạnh Thường Quân nè. Ừ. Cảm ơn Tiến coi. Hello, thank you. Rồi đổi hang gà đưa đây. Thì bà hỏi tôi mới nãy giờ có mua lại không thì giờ tôi mua lại rồi. Không, đưa tiền thêm. Gì? Đưa tiền thêm mới đi. Tiếm gì trời? À, không thì thôi, trả lại rồi. Trời ơi. Hai con gà mua nhiêu? 500 ngàn đó. Trời ơi, má ơi trời. Thôi để dành đó nuôi luôn đi. Vậy là bữa tới có tôi đưa tôi lấy ra. Vậy là đưa thêm 200 nữa lấy phải không? Anh thấy cưng lắm á. Đâu đâu bắt coi coi. Người ta kêu chứ ơi thở đâu. Tôi đưa trước 300 rồi là tôi dành cọc rồi. Biết rồi. Bỏ đây tôi coi cái coi. Tôi mới tin tôi mới kiếm tiền tôi đưa thêm 200 hả? Ừ. Trời ơi, má ơi, má mua hai con gà lông tảo thiệt luôn rồi quý vị ơi, gà này mắc á. Tối ôm ngủ luôn hả? Tối bỏ ôm bồn cho nó ngủ. Trời ơi, trời. Bỏ tài chấm cơm luôn rồi quý vị ơi. Xong luôn. Xong luôn.
Số bán hết luôn hả? Hết rồi. Giỏi vậy hả? Ừ. Vậy là tôi dằn cọc trước ba sĩ rồi đó nha. À. Còn hai sĩ nó là bắt cặp gà đem về thịt nó chứ không làm gì hết trơn á. Thà. Chứ làm gì? Thà. Gà đó là gà để thịt chứ gà để làm gì trời? Trời, sao không nuôi? Nuôi làm gì? Mua về ta làm gà gu ti thịt. Thôi khỏi đi, vậy bữa nào tôi mượn vốn đỡ đi, rồi ngày mai tôi bán tôi trả vốn lại. Ừ. Ơi. Thôi. Ngộ trời. Gà ta còn nhỏ mình kêu đi. Nhỏ đó. Thì ta ăn theo kiểu nhỏ. Mà tôi. Dạ. Gà thì tôi chơi là gà đông tảo à, hầm thuốc bắc. Dẹp. Dẹp lên sao trời? Thịt nữa à. Khỏi đi. Khỏi đi. Khỏi trả là 300. Thì mượn đi, mượn làm vốn đi. Ừ. Mượn làm vốn phải không? Ừ. 300 ngày lấy 10 ngàn tiền lời nha. Rồi, rồi tất nhiên mà lấy 30 ngàn là bà lấy 20, tôi lấy 10 ngàn. Rồi. Ừ. Vậy đi. Vậy tôi không có bán ngay con gà nghe. Vậy? Là tôi không có bán ngay con gà. Mà mượn là phải làm giấy tờ đàng hoàng nha. Rồi làm đi. Ừ, lãi là 10 ngàn là 300 ngàn, ngày lấy 10 ngàn nữa. Rồi, ghi đi. Thôi giờ uy tín nhau không cần làm giấy tờ gì hết trơn á. Nè. Trời ơi, mua xúc xích nhóc hết trơn nữa kìa. Mua xúc xích cho ông là này nè, ký vô đây. Ký vô đâu? Ghi trên đây nè. Ký đó ai làm chứng? Thì ghi vô đây. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi, ghi đi. Rồi nữa nha. Rồi. Có ông điện thoại làm chứng. Chứ ai làm chứng vợ? Tôi bảo vợ. Ừ. Quá ngon, cơm canh quá ngon, má mẹ cho ăn quá ngon. Rồi. Ăn cơm đi, tôi không quay chúng đâu. Thôi, chừng nào nói chuyện xong đi thôi á. Vậy luôn á hả? Ừ. Chừng bà mang số mấy à? Có số phiếu à. 39 không? Không. Mang dép lào được không? Được. Mua dép lào mang ha. Ừ, có 36 à. 36 hả? Sáu mua 37 đi. Thôi mua 36 được rồi, đừng mua 37. 36 phải không? Ừ. Quá rồi, cơm canh ngon lành cành đào luôn. Thôi giờ tôi bắt hàng gà giờ ngoái tôi nuôi lớn nào tôi thịt. Thôi lớn mới thịt. Đã người ta nói rồi. Nói sao? Ký trên đây rồi, trời không có lấy lại được. Chú kỳ gì? Ai? Là tôi mượn tiền của anh tôi đi bán với số. Ừ. Là tôi không có mua con gì nữa được. Ừ. Không được. Giỏi rồi. Gì? Giỏi chứ, rồi. Chứ giờ bà nuôi ở đây chỗ đâu bà nuôi? Tôi nãy nó như vậy nè. Đi được. Bán với số chẳng thèm. Gà lông tảo nó màu lớn chứ lắm đó. Bớt. Trời nữa nó bự rồi lấy cái thùng nữa chia ra đứa con. Ừ. Đứa con hả? Ừ. Chừng nào nuôi lớn. Lâu quá. Nó đang ăn gạo nè. Gạo có đàng hoàng. Quá trời lớn, biết nào lớn trời. Tôi giờ đang thèm thịt gà lông thảo mà nấu nấu hầm trời gà hầm thuốc bắc. Thôi khổ trời. Thôi. Thôi giờ tôi bắt trước con, còn bạn các bạn con mà nuôi. Thôi cởi ra. Vậy cho bà nuôi lớn là mà cũng đưa, giờ tôi bắt con về tôi làm thịt. Ăn. Mà dễ rồi. Sao dễ là sao? Không. Vậy là giờ tôi tăng lên tiền lời nghe. 30 ngàn một ngày mà bán mà lời 30 tôi lấy 15 ngàn. Thôi khỏi đi, vậy tôi trả tiền rồi. Ờ, vậy chứ sao? Nói kiến với ta đã đời dần rồi. Bây giờ là bây giờ phải lấy con gà, lấy con gà trước. Ăn à, không? Gì? Không được. Lấy con gà thì tiền nó thuộc về của bạn. Lấy một con đây phải không? Ừ. Là gì, không có thiếu tiền phải không? Ừ, là giờ tôi làm thịt nữa đó. Về làm liền luôn, đi ra ngoài mua bịch thuốc bắc về làm liền luôn. Suy nghĩ cho kỹ. Mà đi hết một con sao? Ừ. Không được. Không được là sao? Bây giờ chuyện sao cũng không được hết trơn. Bây giờ bán với số lời 30 ngàn lấy 15 ngàn cũng không chịu. Mà muốn giữ là hai con gà. Hai con phải đương con chứ. Sao hả? Không chịu luôn. Trời ơi. Trời ơi, ai bên đường này cho tôi coi. Tự nhiên tiền qua tay giờ lấy lại không được rồi. Để gì? Thôi giờ đưa con gà đi rồi. Thôi khỏi đi. Nếu mà đưa con gà là không có lấy tiền là được. Ừ, không lấy tiền là được.
phải không? Ừ. Cá không? Cá luôn, tiền không lấy lại được mà tôi muốn làm thịt tôi ăn là chuyện của tôi. Chị không được nhúng tay vô. Bắt nước làm liền luôn, làm cho chị ăn luôn chứ không phải tôi ăn nữa. Thôi khỏi luôn. Cái gì sao khỏi? Thôi khỏi. Rồi vậy thôi tôi ăn. Ăn luôn. Vậy? Luôn. Tôi nói thiệt nhưng nó giỡn gì trời, con gà đem về mà làm dưới mua một bịch thuốc bắc rồi về làm dưới gà tiệm thuốc bắc là vô địch luôn á. Cái già của nó đi. Ngon như lắm, hài nhất đặc biệt là hai cái chân của nó. Thôi để con người gà ta nuôi tảo. Cho nó lớn. Con gà lông tảo là nó ngon ở hai cái chân. Thôi rồi. Để người ta nuôi cho nó lớn. Gì cũng được trơn trời. Để người ta quay video đó. Trời ơi, quay video nữa. Quay video làm gì? Kiếm tiền. Trời ơi. Vậy kiếm quá ha. Trời ơi. Quay video là làm bên gì ạ? Mới nghe coi. Có kênh chưa? Làm trên TikTok hay gì? Tính làm trên gì? Không biết nữa. Hả? Thì cứ quay đăng lên TikTok vậy đó là có người vô xem mà. Rồi. Đăng đấy, thiệt. Đăng rồi. Đăng nào? TikTok tên gì? Không biết nữa. Thật lâu không? Có TikTok không? Có. TikTok tên gì? Không biết. Đâu bấm TikTok rồi, bấm ra TikTok rồi, TikTok tên gì bấm mày. Không biết. Không biết hả? Ai coi được coi, con không được đâu. Kỳ vậy trời. Coi chia đi, đi đưa ta coi, ta chia sẻ, ta ủng hộ cho. Thôi khỏi khỏi. Khỏi đi bạn. Gì? Khỏi đi. Mẹ, bấm đi chia sẻ cho. Để dành lại thôi. Để dành gì trời? Thôi tôi nói dứt khoát rồi, buổi sáng hôm nay tôi phải lấy về chú gà. Đó, TikTok tên gì bấm vô coi. Không biết, không biết. Vì có YouTube chưa? YouTube tên gì? Rồi. YouTube tên gì? Không biết. Trời ơi trời, gì cũng không biết trơn, là làm ai ủng hộ chia sẻ. Trời. Tao thả con ngày này thử coi. Thôi nó chạy dữ lắm. Gì? Nó chạy dữ lắm. Chạy thì tôi bắt tôi bỏ túi tôi đem về chứ có gì đâu. Thôi khỏi rồi. Tội gì? Tự nhiên giờ gặp hai con gà đông táo không muốn làm thịt nữa. Chạy nước miếng luôn với con gà đó. Thịt nó ngon lắm á, đẹp. Trời ơi, thôi khỏi. Gì? Để người ta nuôi kìa, bỏ la kìa. Đi trời thôi. Bỏ tôi ăn cơm. Bỏ la kìa. Coi nói xíu rồi. Nè. Ừ. Trời ơi má ơi, mua hai gà luôn nè. Hết 500 ngàn rồi quý vị. Sáng nay gặp chị đẹp trúng mánh rồi. Bán cho chị đẹp mở hàng nhanh cấp kỳ luôn rồi. Là nguyên ngày hôm nay là cái ông bán gà đó, ông bán sạch sẽ luôn rồi. Xong luôn. Thôi bây giờ không bắt gà bắt vịt gì hết trơn á, không gài lâu quá, không ca hát tặng gì ca, mà tặng hai bài đi về coi. Thôi chị, thôi bữa khác. Thôi không có bữa nào hết trơn, rồi. Bệnh gì hát tặng thôi, bài thôi. Hát tặng bài đi về dài dài coi. Thôi mới hát gì vậy? Tặng bài gì cũng được. Hát bài tiền. Ừ, tình tiền đi. Hát bài gì? Tình như gió mùa thu bay qua sông cửa, từ những mi mùa hạ buồn thương đi xa. Tình như đã đi qua sao không để lại, để cho tim em một đêm đau ngây dài. Này người em yêu từ khi nói xa, còn nhớ không anh hay là con tim mới đã anh quên mất xưa một thời nhau rằng. Vì chưa hết mà. Có đâu. Mới có nửa khúc, còn khúc điệp khúc nữa. Thuộc bài đó tôi thuộc. Anh nhiều được rồi, chạy làm bài vậy rồi đó. Mới có nửa bài chưa được bài. Anh làm bài rồi. Mới nửa bài không bắt gà. Thôi gỡ đi. Tự nhiên gà trống thịt ngon thiệt trời. Không tiền mua đâu đẹp bữa nay đâu. Ngay lúc đẹp mua hàng gà lông táo, không gà muốn mua đem về nuôi mà thiệt tình chứ. Nuôi chồng chồng xong bắt làm thịt chứ không làm gì á. Vậy là mua đôi dép số 39 phải không? 37, 36 à. Dép gì, dép Lào hay dép gì? Dép gì cũng được. Dép Lào mang được không? Được. Dép Lào mang đi bán vé số là đúng bài bụi đời cho lớn luôn, hay là mua dép tổ ong mang chịu không? Thôi, dép tổ ong mà mang cái gì? Sao mà mang cái gì? Để đôi dép này ta đi mang đi bán vé số rồi cậu, mua đôi dép thường mang nhà. Dép thường mang nhà hả? Rồi. Ê, ê, không cho nó ăn trước nữa. Tập cho nó quen đi. Ăn đây ốc à. Đó. Ăn trước đi. Đó, mới vừa nấu cái giờ kêu nó ăn trước nữa. Ừ. Ăn dạ. Rồi xong. Lẫm lên vô. Còn không thôi tôi bắt ốc lem đi. Thôi cũng được đó. Quệ 300 luôn phải không? Quệ luôn. Bắt đây đi. Thiệt luôn vậy hả? Thiệt, đóng cửa lại. Thiệt luôn. Ừ. Trời ơi. Giờ bắt ốc lem đi ngoài nuôi nghe. Thôi.
đi. Còn không tôi bán nó cho chỗ làm thịt cầy. Sao cũng được chơi. Được luôn. Đi thôi bà làm thịt tôi ăn đi. Thôi. Bà làm thịt tôi ăn đi. Thôi cởi cởi tôi không biết làm đâu. Đi về nó đi. Hả? Bắt nó đi. Bắt nó đi đâu? Bắt nó làm thịt ăn đi. Bắt thịt gì luôn hả? Thôi rồi. Trời ơi không buồn luôn. Không. Kì vậy? Ừ. Thiệt à nghe. Thiệt. Lấy cái bao bỏ đi. Vô. Ừ lấy cái bao đi. Ở quên nữa có người hỏi mua xe đạp kìa bán không? Không. Tao đòi mua lại 1 triệu luôn. Không. Trời ơi xe ta đi tới luôn tao bán đồ mà người mua xe đạp vậy. Không có người hỏi gặp xe chị đẹp chạy có duyên xe huyền thoại tao hỏi mua lại 1 triệu luôn. Không. Ôi ôi. Xe gì mà không biết ông nội nghĩ sao mà kêu hỏi mua lại 1 triệu không biết nữa. Mua này chắc thương bà mua hay sao đâu. Để ý bà hay gì á. Bán không? Không. Ông bán thiệt luôn. Ừ. Ông nhờ tôi hỏi kìa được chiều ừ. Nay ông lấy tiền cũng đưa. Không. Giờ ông mua xe với ốc len luôn là 1 triệu gửi. Ừ được á. Chiếc xe với ốc len luôn. Ừ. Hai món nha. Ừ. Là chiếc xe. Ừ. Với ốc len. 1 triệu gửi. Ừ. Rồi vậy là chiều nay bán phải không? Ừ. Rồi tôi cho bà khỏi có xe đi luôn. Ừ. Mua ngày góp 5.000 nha. Góp nào hết tiền xe thôi. Trời ơi, con ốc len á. Bán con ốc len. Chiếc xe. Không, bán góp rồi bán con ốc len kìa. Còn bán tiền mặt là bán hết luôn phải không? Ừ. Rồi lấy gì bà đây? Đi bộ. Đi bộ nghĩ sao rồi? Giờ là chán ốc len đó hả? Ừ. Có ốc len mới giữ xe phải không? Không. Còn giờ không có ốc len đi bộ cũng được phải không? Ừ. Trời ơi trời, buồn quá luôn đi ốc len ơi. Má mày nói gì nghe buồn ốc len ơi. Chịu bán ốc len luôn. Ừ. Bán lấy tiền làm gì vậy? Làm giống. Giống như bán giấy số. Chứ không phải làm giống mua thêm bầy gà đông tảo về nuôi nữa hả? Chắc chịu quá, mai mốt đây thành khu sản xuất chăn nuôi luôn quá. Trời chừng nướng mấy cái giấy thùng này hư ổn lắm nha bà đẹp. Đó, ấy rồi đó. Giấy này nó khô bán có giá lắm á, còn nó ướt nó mua gãy gầy à. Nó khô mua mắc hơn, cao hơn mấy trăm đồng á. Trời ơi, nở lòng nào bán ốc len con gái ruột của mình. Ừ. Bà thương đó hả? Hay là tại tối ngủ phá bà hoài bằng uống được? Ừ. Đạp cửa hay gì? Vậy thôi tối tao cho nó nằm dưới đi. Tao lót cái gì dưới tao cho nó nằm. Nhìn sợ kiến thôi á. Kiến quá kiến rồi. Cơm ngon quá. Ừ. Nói chơi đồ bự bự rồi cho tôi một con nữa rồi. Giờ tôi không lấy đâu. Nuôi cả bằng cùm chân của bà vậy đó, bằng chân mà đó. Làm thịt, làm gô ti ăn. Nha. Quyết định gì không? Thì nuôi, để tôi nuôi bự đi là bán nha. Ừ, nuôi bự mới được bắt phải không? Ừ. Thế là gặp người ta đây rồi đưa cho ta thịt luôn đây. Không có đâu, trời ơi, để một chút nữa tôi giết cái, tôi treo nó lên trên. Vậy chứ lúc trước bà nuôi mấy con ở trên kia chi, bà gặp ta cái bà đưa ta thịt hết trơn. Vậy giờ đưa không? Đưa để lên cho tôi nghe. Biết rồi. Tôi đang thèm con thịt gà đó. À. Rồi đi dài đi cho ốc tôi ăn cơm. Ốc len là tôi cũng thèm rồi. Ừ, đi dài đi cho tôi ăn cơm. Mấy phút nữa rồi, xong rồi. 2 phút nữa đi. Trời ơi, đi dài đi cho tôi ăn cơm nữa. Giờ ca thêm tặng bãi đi. Thôi khỏi mà. Nay đi đâu mặt đẹp với giờ? Trời ở nhà chứ đi đâu đi buôn bán thì. Đi buôn bán thì phải vậy rồi. Trời ơi, dữ dằn đi buôn bán phải vậy phải không? Ừ. Mới có cái xì tay để người ta dòm phải không? Ừ. Mới bán giấy số được phải không? Ừ. Dữ dằn chưa? Kẻ mi son luôn nghe quý vị chứ không phải mà kẻ mi kia bình thường nữa. Quá ốc len lên quá trời kìa đẹp ơi. Ừ. Cho nó cái miếng gì cho nó nằm riêng với bà đẹp. Biết rồi. Có không? Hả? À, có. Có hả? Ừ. Rồi vậy đó, vậy cho ăn cơm. Mày giờ hứa trời hứa là chừng nào đưa con gà nè. Thì chừng nào nó bự hả nữa. Bự là chừng nào, tôi muốn còn hơi bà muốn nó nhanh nữa. Bà lấy nước bà bơm vô cái lô đít nó đi. Đút vô đít nó bơm cho nhanh lên là mau lớn nè. Một ngày một là nó phì bự lên liền à. Ủa dù gì rồi. Ừ. Ê, ngày hôm qua nghe nói cào gió cho bà Út hả? Ừ. Bà Út bệnh hả? Em... Bà Út nói bà cào gió im dữ lắm. Trời ơi. Có cháu nhiều quá cũng khổ cho bà Út không? Dạ đây tôi ăn cơm. Chút xíu nữa xong rồi.
hết hồn rồi, nghe la quá hết hồn phải không? Rồi. Thôi rồi về. Chào cả nhà cái coi. Bye bye, thank you. Và Thanh Liêm cũng cảm ơn quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân đã có tấm lòng giúp cho chị đẹp. Thanh Liêm xin cảm ơn rất nhiều quý vị ơi. Bây giờ khi mà Thanh Liêm biết trở lại quay thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn với bà con trên cộng đồng. Thì bây giờ Thanh Liêm cũng chấp nhận thôi, chứ bây giờ thấy cuộc sống chỉ như vậy cũng tội nghiệp. Thương chị giúp được lúc nào đó hay lúc đó. Đây nè, đem đồ ăn gì chốt lên nè, dọn bãi cỏ kìa. Nè mấy cái bọc này coi rảnh rảnh tay dẹp đi ngang. Ừ. Mày cũng biết lấy đồ chống cái nạn này lên, đừng cho nó sụp sụp xuống nữa kìa. Thôi thì giờ Thanh Liêm cũng tạm dừng video tại đây quý cô chú anh chị ơi. Hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thanh Liêm Long Xuyên à. Xin chào, hẹn gặp lại. Thôi trên đường đi ra thì Thanh Liêm sẽ trò chuyện với quý cô chú anh chị chút xíu nha. Thì hôm nay vô thì cũng được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân giúp cho chị đẹp để có vốn bán số để dành tiền được tổng gài được bao nhiêu là bả dứt hai con gà đông tảo và đem về nuôi rồi. Ngày hôm qua anh đưa thêm trăm ngàn nữa bắp bô luôn rồi. Bây giờ bắt đầu bán lại cho mình giống như bả mua để bóng xanh vậy đó, nói làm thịt ăn á bả không chịu. Nhưng mà cái điều mà vui nhất của ngày hôm nay á thì thấy mà có một chút tiến bộ là về phát hiện ra là cọng dây chuyền còn mà giấu rồi nó mắc đó quý vị. Đó, rồi làm cho mọi người hiểu nhầm, em hiểu nhầm, người hiểu nhầm lớn nhất là em. Coi như là cái những cái kỷ niệm mà của anh Nam Nguyên và Nancy tặng cho chị vẫn còn lưu giữ nha quý vị. Dạ. Thật sự bây giờ mình thấy như vậy thì mình cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng mà mình biết khi mình quay những cái video về chị đẹp thì người thương cũng có, người ghét cũng có. Cho nên bây giờ thôi thì Thanh Liêm cũng mà cứ việc nhắm mắt chỉ tới, khi nào hết duyên thì hết thôi. Ai nói sao thì mình cũng chấp nhận, mình tiếp nhận, mình nghe hết. Rồi, đó là đôi lời tâm sự của Thanh Liêm sau khi vào chị đẹp ngày hôm nay. Thanh Liêm xin chúc cả nhà mình có một ngày an lành, hạnh phúc nha. Hãy đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất của Thanh Liêm Long Xuyên. Xin chào, hẹn gặp lại. Bây giờ thì trời cũng đang mưa nha quý vị, đã vào tháng mùa mưa rồi, chứ cũng cận ngày đến ngày lễ với bà chú xứ rồi. Quý vị nào có về An Giang đi lễ thì mình đi nha quý vị. Bây giờ cũng đã vào mùa đó quý vị ơi. Xin chào ạ.